Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Ngọc Minh và năm nay em 13 tuổi. Số báo danh của em là 064 và em đã học đàn ở thu nhạc được hơn 1 năm, và trong quá trình học thì em cảm thấy là thầy cô hướng dẫn cho em rất là kỹ và giúp cho em có được sự tự tin ngày hôm nay. Và sau đây thì em xin trình bày bài Springtime của Jean Roman. Và nếu như mọi người